Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Đông Anh Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi chiến dịch của Nhật Bản tiếp. Thì hôm nay chúng ta đến với lại khu nào ra? À, chúng ta đến với Yokohama hay còn gọi là cảng Thành Tân các bạn. Và chúng ta sẽ phải đánh lui quân đồng minh ở đây. Chúng ta tái chiếm lại căn cứ, đồng thời là chúng ta phải phá hủy cái hệ thống của phe đồng minh. Nguyên nhân là trong tập này thì mình xin nói sơ qua một tí, đó là lúc này đó là thực chất cho cái vũ trụ này á, thì tổng thống Mỹ thật ra chỉ là một con robot do mà phía Nhật nó cài vào thôi. Và nếu mà bạn nào nhớ cái chiến dịch bên phe đồng minh á, thì đây là cái sự kiện mà cái ông tiến sĩ bên phe Liên Xô đã chạy qua phe đồng minh để ông báo là ông đã chế tạo được con máy thời gian. Và cái vũ trụ này thật ra sẽ không tồn tại nếu như mà không có cái sự kiện là chủ tịch của phe Liên Xô là ám sát ông Einstein. Went back in time and changed everything. What do you say? Well, we violated the space-time continuum and forever changed the future. You see, the Empire of the Rising Sun never would have existed if not for our meddling with time and space. Mr. President, are you all right? Did he just say the Empire never would have existed? The Empire never would have existed? No. If fate can be changed on a whim, if the future is malleable, then there is no divine destiny. All this means nothing. Nó cái tá là nếu mà bây giờ phe Nhật mà không ngăn cản cái được cái việc mà phe đồng minh xây dựng lại cỗ máy thời gian đó và trở ngược về quá khứ để mà nếu mà ngăn cản cái sự kiện đó xảy ra thì cái vũ trụ này sẽ biến mất. Ông này bây giờ ổng nhận ra cái tư tưởng của ổng là bắt đầu sai lầm rồi. Thành ra là ổng sẽ phải giao quyền lại cho Thái tử. Và đặc biệt là trong tập này là chúng ta phải vừa phải đối phó với đồng minh mà vừa phải đối phó với Liên Xô nha các bạn. Đây là một cái trận đánh liên hợp á. Tất nhiên là nhờ đó mà chúng ta sẽ gọi được tất cả lực lượng của phe Nhật Bản ra trận. Ông này giờ ổng bị khủng hoảng rồi. I should have listened to you, my son. My time. Giảm cho rằng cái thời của ông hết rồi, giờ tự nguyện là giao quyền lại cho thái tử. I grant you full authority over the shogunate. Please, do not let the empire fall. Yes, father. Mặc dù là thái tử được giao quyền nhưng mà cái người mà quyết định thắng thua ở đây là chúng ta, các bạn ạ. Một nhân vật mà chúng ta được gọi là chung là commander, tức là chúng ta được gọi là chỉ huy. Rồi, ok. Tất nhiên là bây giờ chúng ta trở lại lãnh thổ Nhật Bản rồi. Lần trước là đánh lui được quân thù ở ngoài khơi, nhưng mà bây giờ với sự hợp tác của Liên Xô và phe đồng minh á, thì cái việc mà họ đánh được vô lãnh thổ Nhật Bản thì không quá khó. Với cái sự hỗ trợ của phe Liên Xô thì đồng minh nó sẽ dễ dàng tiến hơn khi mà lúc này Nhật Bản đang bị bao vây rồi. Và nhưng mà đổi lại thì lần này chúng ta sẽ có Yuriko Omega nha các bạn. Yuriko thì lưu ý đây là Yuriko phiên bản mà nói làm sao ta. Đây là Yuriko dạng như là cái phiên bản nhân bản vô tính thôi, không phải là Yuriko bản gốc. Bạn nào muốn biết Yuriko bản gốc như thế nào thì phải đợi mình chơi cái chiến dịch hoặc là các bạn lên mạng các bạn xem trước á. Bạn nào chơi rồi chắc chắn sẽ biết. Thì đó là cái Yuriko mà nguyên bản á, nó còn bá đạo hơn con này nữa cơ. Con này đúng có mỗi chiêu đó là siêu năng lực nâng mọi thứ lên bóp giống như Magneto. Tức là nó bóp được cả con người nha, chứ không chỉ riêng gì cái gì bằng kim loại. Trận này chúng ta đi với ông Shinzo. Còn cái con Yuriko bản gốc á, là nó có tới 4 tuyệt chiêu mà chúng ta có thể sử dụng. Ngoài cái chiêu mà nâng lên bóp ra thì nó có một cái chiêu hát là ở đây mặt đỉnh ông này có luôn nè. Chiêu thứ hai là chiêu bắt chiêu thôi miên đối phương, nó giống như Yugi vậy mà nó thôi miên nguyên đám luôn chứ không phải thôi miên một mục tiêu nữa. Tất nhiên nó không thôi miên được nhà nha, đẳng cấp đó của Yugi thì Yuri á, thì ông Yuriko Omega này chưa đạt được. Nhưng mà ngoài ra thì nó còn có khả năng tạo lá chắn rồi nó nâng đồ lên, nó chọi đủ thứ, thậm chí là tới lúc mà đánh với ông tiến sĩ mà nhân bản vô tính là nó nữa đó, là nó còn có chiêu bắn năng lượng nữa cơ. Nói chung là Yuriko Omega là trong cái phần đó là có cốt truyện riêng luôn, một cái chiến dịch đó ta điều khiển mỗi Yuriko Omega thôi, như là chơi game nhập vai các bạn. Còn tất nhiên ở đây là chúng ta chỉ được xài phiên bản nhân bản vô tính thôi. Rồi, ok. Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ lấy lại những căn cứ đã mất, và thứ hai là chúng ta phải phá hủy cái đồn này của phe, nói chung đây là cái dạng cái trại mà tụ tập năng lượng của phe đồng minh á, để mà lấy cái năng lượng đó kích hoạt của máy thời gian. Và nhiệm vụ lần này là có giới hạn thời gian nha các bạn, màn này mà chơi mà chúng ta chơi ngâm ngâm là có khi là chúng ta thua đấy.
Tất nhiên là lần này chiến đấu thì cũng không phải là dễ, khi mà phe đồng minh thì về cơ bản thì đồng minh với lại Liên Xô cho nó sẽ bù trừ khiếm khuyết cho nhau, hơi khó cho mình. Quân của chúng ta thì linh hoạt tác chiến, khi mà lính của chúng ta có thể biến đổi được. Nhưng mà có một điều nó lại dở ngược lại một cái khác đó, đó là cái lực lượng của cái phe Nhật Bản này nó khá là mong manh các bạn. Nó linh hoạt nhưng mà nó lại không dở chịu trận, và đây chính là cái điểm yếu của nó. Nó cũng chưa có đủ cái lực lượng của nó như một số bạn có phân tích đó. Có một bạn thì khá là thích cái series Relic này của mình, thì mình rất biết ơn các bạn đó là xài cái hình biểu tượng, mình không nhớ tên, mình nhớ cái hình biểu tượng thôi. Thì cái hình biểu tượng đó là bạn ấy dùng cái hình cờ đỏ búa liềm. Thì bạn ấy có nói với mình đó là qua phiên bản sau thì có nhắc mình đó đúng không, chứ phải nói mình biết. Nhắc mình lại là qua phiên bản sau thì bản mở rộng thì ra Nhật Bản thì nó mới có cái đơn vị cung thủ để mà phòng không, nó làm cân bài bằng lại lực lượng. Thật ra thì bản này nếu mà nói Nhật Bản lính của nó không có khả năng phòng không thì cũng không đúng. Nó có khả năng phòng không chứ không phải không. Nhưng mà nó lại là cái con chuồn chuồn, nó phải bắp vô cái máy bay của đối phương này, nó tự nó kích nổ. Nói chung là không có linh hoạt trong cái việc sử dụng. Thật ra toàn là mình phải dùng, một là mình dùng con gà, hai là dùng cái con robot thôi. Giữa con robot phòng không mà nó biến thành máy bay đó. Nói chung là dùng hai con đó thôi, thành ra là mình sẽ khá bất lợi. Cái con robot ban đầu thì nó phòng không khá là yếu, nó không bắn lại được máy bay bắn tên lửa của Liên Xô hay là cái máy bay bắn súng máy của phe đồng minh. Tại đồng pha súng máy của phe đồng minh đó, cái máy bay đó, nó bắn lần 4 nòng lận, còn của phe Nhật Bản này nó bắn có 2 nòng, nó yếu xìu à. Chẳng qua được cái nó rẻ với là nó không cần cái sân bay thôi. Cái màn này thì ngoài ra chúng ta còn có mấy con Kingoni này cũng khá là ngon. Nói chung là đúng kiểu là chúng ta có sức mạnh bu đó các bạn. Rồi đây chúng ta chưa nắm được mấy cái con này. Này thì rồi ok, mà này chúng ta được dùng ninja khá là nhiều. Rồi đây cô lên đây, mấy con này chạy qua đây chơi. Đấy, sao lại chạy về? Lên đi đâu đi chứ. Chơi nó, hét lên. Đây là căn cứ của chúng ta nha, không làm nhanh này nó lại hỏng nữa, nó bị bắn hỏng là mệt lắm. Rồi qua đây ngay. Rồi đúng lúc mình xài cái chiêu hét lên rồi chứ. Nắm đầu nó, dở lên. Có mấy thằng ninja này vô hỗ trợ cũng được, mà đụng mấy thằng lính đồng minh này nó bắn gun khá là kinh. Yoni thì nó có cái chiêu chạy tông, nhưng mà cái chiêu đó nó hơi khó dùng tí. Cái con này nó bóp kinh lắm. Thôi, ok, ngon. Cái con Kingoni thì được cái nó lì thôi. Này giỡn Yuko hả? Ở đó mình sợ là sợ cái thằng cầm thằng gun chứ không sợ cái thằng cầm súng bóng tên lửa này. Cái con Kingoni này phá tăng nhưng nó bắn bộ binh dở lắm. Ê ê, còn ninja mình chết đó là mình không giỏi dùng ninja các bạn. Mà thằng ninja lúc thì nó không như tiêu, lúc thì nó nhào vô nó cầm kiếm nó chém mình, chả biết nó dùng cái chiêu gì. Rồi thật ra chính vì không biết cho nên không điều khiển được, chúng ta phải chờ thiết bị tới. Đây sửa chữa đi. Đây sửa chữa. Nói chung là lực hệ thống phòng thủ ở đây của ta là tương đối tốt rồi, nhưng mà còn chưa đủ tốt. Ơi, hét lên. Trời ơi, hét không kèm luôn, bên đó là lính Mỹ nó dùng cho nó bắn kinh lắm. Nhào vô hút luôn đi, chơi. Nó làm giờ để lỡ việc rồi. Không có con Yuriko khó chơi lắm.
Đạp nó được không ta? Mấy con này mà đạp được là không dở nha. Đạp được chứ. Đứng bắn 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 lúc này làm gì nhau? Rồi đây, hai con này cho đứng đây để mà chặn được biển không cho tàu nó lên. Rồi, sửa xong rồi chứ. Rồi, tốt. Ê trời, nó chơi tôi. Thử nó. Bay lên ngay chết giờ. Thôi nó chơi cái chiêu bay kiểu này mình hơi mệt. Đuổi nó. À, phòng công kinh đấy. Cái lực lượng này cũng ghê đấy chứ không phải đùa đâu. Bắn. Nó mè để nó chơi cái mấy cái này của mình mà cũng không sao. Rồi. Hạ xuống. À, đồng đội mình bị đánh kinh quá mà hình như nó đang đánh hệ thống năng lượng. Bỏ cái này đi. Cái này mình ít xài lắm. Tại cái hệ thống năng lượng của mình bây giờ nó ít quá, nó không đủ để đáp ứng. Rồi đó vậy đi, bỏ bớt cái này vậy mà lợi nhiều. Tại cái đó nó là cái lá trắng thôi, nó không có cái gì cả. Lá trắng vậy như nó bao quanh một khu đó là miễn tiếp cận trong một thời gian thôi, ngoài ra không có chức năng nào khác. Rồi, gọi tiếp ra nào. Ta cần rất nhiều cái con này. Đông đông tí đi nó mới đủ sức. Rồi còn 3 phút mấy là tiếp diện tới. Rồi ok đi. Phá nè. Mấy cái tàu sân bay này nó rất là cay luôn. Ngon. Chơi đây đây. Để chơi để chơi. Rồi mấy con đó nó tới thì không sao. Cú đồng đội nè. Đây banh ta lông chưa con. Ha ha. Có điều giờ lên đây muốn phá được mấy cái nhà này của nó lại lo mấy cái tháp kia nữa. Phá cái này trước ấy. Góc nó hơi xấu. Rồi đây phá được cái nhà tàu đầu tiên. Phá được cái này thôi, không quân của nó mình phải chịu. Nhưng mà phá được mấy cái tàu hải quân của nó là ok, là thành công bắt đầu rồi. Nó đồng đội mình nó còn giữ được nhà lính mấy kinh chứ. Nó có lính nó gọi mấy con ong đi nhẹ hơn mình. Mấy con ong thì dễ chết nhưng mà được cái là nó mua nhanh. Cái điều mấy con ong đó thì lại phải nâng cấp nhà mới dùng được. Nó lại dở là điểm khác. Lui 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 lui. Phá một cái thôi, tranh thủ móc được cái nào thì móc cái đó. Đây tàu sân bay nó đây giúp nó. À dở rồi. Rồi đây cái nhà tàu số 2. Rồi banh. Chỉ cần phá được là tốt. Không hối hận gì. Rồi đây giờ bên đây đánh móc cái nhà năng lượng đó. Phá tiếp. Tranh thủ mà phá. Đây tới lượt nhà chính của nó. Ai phá được vậy là thành công. Ây da, hay. Chơi. À, Liên Xô tới rồi. Ủa, bắn không phê, bắn không phê. Ây da. Hình như bắt đầu nó phải kích lên bắn mới phê các bạn. 4 chiếc thì bắn không đủ. Chà, tiền ít quá, mình mới có 2 cái... Giờ 4 chiếc này là chỉ có chịu chết rồi. Đường nó còn ở nhà xe tăng, nó sẽ sớm gọi được mấy chiếc này ra thôi, mình chơi nó không được. Tính đánh vào hậu cần của Felixo để nó bớt tiền đi, mình đỡ khổ.
thôi phá được chút nào mừng chút đó vậy. Một thủ đô các bạn, nó có nhà xe tăng ở đây rồi, nó dễ gọi một không ra lắm. Nếu là giờ chặn được cái nhà này của nó thì mình cũng mừng rồi. Phải lên mua 10 chiếc nữa, mỗi con 1,200 chứ cũng không phải rẻ đâu các bạn. Đây đây đây, tàu nó tới rồi, không cho nó bắn mình. Mấy con này nó bắn đau lắm. Tiếp viện tới chưa? À, của lúc đó là bắt đầu nó mới nó bắn lên vậy nè, mình mới phá được, nó không cho mình phá trước các bạn. Mình tính chơi chiêu tiên phát chế nhân nhưng mà có vẻ như không được rồi. Đây gọi một cái này ra nữa, tạm thời cho mấy con này đi nghỉ đi. Được được, bây giờ cái lực lượng nó của nó đông lắm, về nhà ngay. Mà trời, ok, chúng ta có 15 phút để phá thôi nha. Phòng không nó đông thế. Cũng may là bây giờ nó không còn Đây. Lên bờ là đụng con mấy con này là chết ngay. Đây, lên đây ngay. Construction complete. Chỉ cần bỏ 8 thằng vô đây thôi là chắc đẹp. Ở bên nâng cấp cái này. Rớt chưa con? Tàu thì từ từ, tại giờ chưa có tiền mua tàu. Đồng đội mình nó còn giữ được con Yuriko, nó khá là ngon. Xử được hết mấy chiếc tàu ngoài biển này đó. All set. Phải lên. Rồi yes, bắn chấp trận chịu đòn thôi. Phá được cái này là quan trọng. Rồi đây ngon. Chặn được tiến công của nó thì mình mới yên được. Phá. Phá banh với nhà tàu của nó. Liều mạng bắn đi. Sau khi phải chấp nhận chơi liều các bạn. Mất quân cũng được rồi, phải phá được nhà của nó. Ok, hay. Rồi nó không ra quân được nữa. Rồi, không sao, chúng ta còn đủ năng lượng để xài. Cái này là phải phối hợp giữa đồng đội, nó chơm luôn cái mỏ dầu của mình rồi. Mình kệ nó, không sao, nhường đồng đội xíu các bạn, nó ngu mà. Đây 8 này là nhà vô đây. Rồi là chúng ta yên được cái rồi. Bên đây 5 thằng nữa là mình giữ được, nó không qua được đâu. Mà nó vẫn còn đòi sân bay. Ủa, mình phá hết rồi mà. Đây, nâng cấp cái này nữa. Nó không gọi quân ra lẽ là thua đấy. Này thì rớt chỗ đài. Này thì tốt lắm. Trời ơi, không bỏ được mấy con phục không vô đây là tốt biết mấy. Rồi đây hay. Đâm sầm vô cái nhà lính của nó. Nhưng mà đâm được chỗ nào thì mừng cho đó. À ngon. Nói chung là chơi được chiêu nào thì mừng chiêu đó các bạn. Ê trời, nó móc tôi. Đồng minh nó lại có cái nhà vận chuyển nhanh nữa.
bay qua đây, bơi ra đây, bơi ra đây, theo tàu ngầm. Lát nữa thiếu một bất ngờ cho nó bay lên nó bắn luôn. Đáp xuống đi. Còn 10 phút. À, này bay qua chơi hả? Dễ gì ăn. Chứ là phải có hỗ trợ đi với nhau mới được. Đây. Nó có tiền vô mua con Unico rồi. Mấy cái mỏ tiền của mình thì nó đang hoạt động hết công suất mà có điều nó cũng sắp hết rồi. Mấy cái mỏ này là có giới hạn nha, chứ không phải là xài vô hạn đâu. Tới lúc mà nó hết hạn, nó gần hết rồi đó là các bạn xài được có mỗi lần xe nó múc về bằng con được có 1/4 thôi. Tổng cộng là có 4 trụ phải phá lần. Và cái màn này đồ nó chơi hai phe này nó liên minh với nhau quá là khó phá cho mình, cái đùa đó. Mình nội ơi, qua đây nhanh. Đi qua đi, tôi còn nhắm. Trời ơi, nghĩ sao kêu mấy cái này nó điên mình vậy ông thần. Còn nó xây lại được rồi, mình chưa phá được cái nhà chính của nó. Bên này đồng minh nó có hai cái nhà chính lận. Tông vô chắc không hiệu quả rồi. Không hiệu quả các bạn. Rồi. Ok, đậu bên đây. Mình bay lên. Rồi thôi, dù kịp hay không phải đi vòng chơi thôi. Chấp nhận chơi liều. Hai chưa mới vừa bay lên thôi lạc đạn rồi. Chưa bay tới nơi nữa. Thì gọi cái đám thằng không nó đi uổng quá. Đụng cái máy bay của Nga nó bắn tên lửa các bạn. Liều mạng nhào vô bắn coi. Kéo lẹ lên. Sập được một cái trộm là mừng, cái trụ là mừng rồi. À hay. À nó hết đạn các bạn. Mấy cái tàu ngầm nó đi chậm quá. Gọi nó đi là đi, gọi nó đi phòng không á, đề phòng mấy cái máy bay của Inso. Rồi đây, coi như là mình móc một bên thành công rồi. Ở đây gọi ba chiếc tàu này ra. Muốn dùng Unico quá chứ mà dùng Unico phải điều khiển hơi mỏi tay. Dùng được Unico là hơi bị ngon đấy. Đây. Tàu xuống chỗ này nhanh. Đây hút vô thẳng vô đây cho tôi. Đây một chiếc tàu nữa ra là ngon rồi. Dứt nó. Mấy cái tàu phòng không hơi yếu nha. Đúng rồi là nó bắn không kịp, không đủ nhanh. Còn chiếc nữa, ba chiếc bắn mới đủ. Rồi, ok thôi dùng con này đi, Unico lên chưa tới. Chưa tới nơi để bóp nó là nó đã chơi ngược lại mình rồi. Mình phá được một bên là thấy cũng thành công lắm rồi. Đó, bây giờ bắt đầu nó chơi mình đấy. Cái đám phòng không đâu. Về hỗ trợ tàu chiến ngay. À nó cũng sợ mình. Vậy cũng mừng. Đây. Quất thẳng vô đây.
Màn này không có chơi từ từ được các bạn. Rồi xong, banh. Bắn banh với nhà máy bay của nó. Này không. Ồ, nó cũng dứt rớt lại được chiếc của mình. Banh, tuyệt vời. À, mà nãy sao không nghĩ tới việc dùng con này ta, nó có 900 đồng con thôi. Rồi quất cái nhà chính đó, không cho nó xây lại nữa. Mấy con này ở trong sâu, mấy cái chiếc này ở trong sâu quá, vô không tới. Này dùng cái này thì hơi lỗ, dùng cái này đi, đảm bảo sự an toàn cho mấy chiếc tàu của mình. Rồi đồng đội mình nó vẫn còn con Yuriko Omega hay. Đúng rồi, bắn banh mấy cái tháp đó đi, không cho nó lên nữa. À, con này dám bắn đồng đội tôi hả? Không dễ đâu. Rồi phá. Hút vô. Phá. Và 4 phút này làm sao mà không thông. Con này nó bắn sao mà nó xuống nước nó bắn hơi mạnh đó nha. Rồi. Wow. Được. Không sao, có lá trắng rồi các bạn. Chưa. Rồi thôi, liều mạng đi trước. Dòng qua đây. Thì đồng đội mình nó cho cái xe đó lên làm cái gì cũng biết nữa. Phá. Đây, quất cái tháp này cho anh. Quất được không đó? Quất tới không trời. À được, hay. Cần như đó thôi. Dứt. Ủa mấy chiếc tàu ngầm đâu? À. Bắn bạch tàu bây giờ. Đấy. Còn chiếc thôi. Thiệt. Phá được cái trụ cuối cùng này cũng hết thôi. Cái trụ này nó ở sâu quá, con tàu bắn không tới. Khoa bắn tới không đó. Bắn được tốt, bắn đi. À tới không? Ráng tới giùm phát. À tới được thì ngon cơm rồi. Chết đi con. À, lần này đúng là phải nhờ sức mạnh của thiết giáp hạm thật. Rồi, ok, bắn banh hết. Phá banh cái nhà năng lượng đó luôn. Rồi, ok, chúng ta lật ngược tình thế trong gang tấc các bạn. Mém tí nữa là thua. Vì hết giờ là nó kích được cái máy thời gian lên là mình thắng. Là nó thắng mình thua. Nhưng mà không ngờ là mình lật kèo được phút chót các bạn. Lần này thì cái tổn thất của mình nặng hơn đồng đội. Lần này đồng đội là chiến đấu và phải nhìn hiệu quả hơn mình để chết lính hơi nhiều. Nhưng mà sau cùng thì đồng đội chủ yếu của mình là chủ yếu là gây khó khăn cho kẻ thù. Cái người đi phá nhà chủ yếu là mình các bạn. Nó lấy được nhiều đồng đội, lấy được nhiều tiền hơn là nhờ nó chiếm hai cái mỏ dầu khá là nhanh. Lần này mình điều binh nó hơi khập khiễng xíu. Tại mình tính toán nó hơi sai. Hồi nãy mà mình lấy cái con ong ra mình chơi thay cho mấy con gà đó là nó vừa bắn 1-0 mà nó vừa bắn ở dưới đất được luôn. Nó như là dù là đối phương đưa được lượng nào ra cũng được. Nói chung là mình cho chừng 40 con ong nó ra thôi. Mình bay đi mình bắn là nó khỏi đỡ luôn. À nãy yếu quá. Quên mất rồi lo mua quân này quân kia phối hợp lẫn nhau. Kết quả là điều khiển nó hơi lúng túng. Tại mình thì không giỏi điều khiển nhanh. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.